Xin mời quý vị khán giả đến với chương trình Gia đình vui vẻ. Và ngày hôm nay chúng ta có sự tham gia của các thành viên trong gia đình anh Sơn và chị Nga. Xin chào. Thường ấy, khi mà đi dã ngoại hay là đi cắm trại, thực ra bây giờ ấy, chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế, tức là gia đình nào cũng có nhiều trẻ nhỏ. Đâm ra là thường đến nơi là mình đi thăm thú đúng không ạ? Vâng. Xong ăn, xong làm gì nữa? Chơi. Chơi. Các trò chơi. Phải chơi trò chơi. Chơi cùng lắm là đi tắm, bơi. Tùy theo khu thì có thể bơi, có thể là chơi các trò chơi mạo hiểm. À, thường khi mà đi tham gia vào những buổi ngoại khóa như vậy là anh thích nhất những hoạt động nào? Mình thích bơi nhất. Thích bơi nhất à? Bảo sao trông rất là thể thao ha. Các cháu cũng thích bơi. À, có biết bơi chưa? Đeo phao vào bơi được không? Đeo phao bơi được không? Ừ, đúng rồi, bơi bây giờ là cần thiết đúng không ạ? Bây giờ là kỹ năng bơi lúc nào cũng phải được quan tâm, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thì bởi vì hôm nay gia đình đều là những người thích bơi, vậy nên chúng ta sẽ có một cái hoạt động rất thú vị trong chương trình ngày hôm nay, đó là làm trong chóng. Vỗ tay rất là vui quá. Rồi, thế bây giờ mình chuẩn bị nhá, xem làm trong chóng khó hay dễ được không. Quý vị khán giả thân mến, sắp tới hè rồi và đó là thời điểm mà các bạn nhỏ rất thích, bởi vì chúng ta được đi chơi. Rất nhiều bạn lại khoái về quê bởi vì khi đó chúng ta được chơi những trò chơi rất là đời thường, được làm những món đồ chơi thủ công. Và nhắc tới đó thì chắc chắn là nhiều người sẽ nghĩ ngay tới diều. Nhưng mà hôm nay chúng ta làm một món đồ chơi dễ hơn một chút, đó là cái trong chóng. Đó. Sao? Có nghe thấy quen không? Ở nhà là bố làm trong chóng cho chơi hay là bố mua cho dùng? Làm. Làm á? Ở nhà bố làm trong chóng? Thật hả? Bảo sao vừa nãy khi nhắc tới việc là làm trong chóng, chị cả chọn ngay đội bố. Em không nói được câu nào, lon ton chạy về phía mẹ. Không sao, hôm nay chúng ta sẽ có phần phối hợp. Tức là bố chắc là biết làm trong chóng rồi, nhưng mà chúng ta sẽ dựa trên yếu tố thẩm mỹ nữa. Thật ra là hai bé sẽ giúp bố mẹ trang trí cho trong chóng thật đẹp, để xem là đội nào làm đẹp hơn. Và chắc chắn là phải quay tốt hơn rồi, chứ trong chóng mà không quay thì cũng hơi kỳ ha. Rồi, bây giờ phân chia tài sản. Đấy. Mình sẽ có mỗi người một hộp bút chì. Đây, một hộp màu, cái không? Màu này có thích vẽ không? Đây, giấy màu này rất là nhiều giấy màu. Màu hồng. Màu hồng à? Có màu hồng cho con. Màu gì nữa? Nhiều màu vào con, nhiều màu mới đẹp. Màu vàng. Màu vàng nữa. Con gái con thích màu gì? Màu xanh à? Có màu xanh cho con. Đây, màu vàng. Thêm màu xanh nữa đi, cho nó nhiều màu. Đấy, tha hồ mình vẽ. Rồi, bây giờ mình sẽ bàn nhau. Hai đội bàn xem là mình sẽ làm cái trong chóng hình gì và màu sắc trang trí ra sao nhá. Sao, bố thích làm trong chóng hình gì con? Giống như cũ không hay là làm kiểu rồi, khác? Rồi, nhá, bàn xong là mình bắt đầu luôn nhá. Mỗi đội là có 10 phút. Đấy, 10 phút thôi hả? 10 phút làm xong. Bây giờ mình phải gấp ra hình vuông đã con. Bông có thể cắt được không nhỉ? Bông cắt được không? Và với bông sẽ cùng chia ra nhá. Mình làm bao nhiêu cái cũng được, sau đó mình chọn ra một cái đại diện để mình so tài với đội bên cạnh, xem là hình vuông đội nào làm cái trong chóng đẹp phải hơn. Có hình vuông. Có lúc này bố Sơn đã khởi động bằng cách là cắt giấy cái đá. À, bút chì đây rồi. Để cắt hình vuông chưa nha. Giấy đá. Mình cắt xong rồi xui tô màu nha. Đây. Hai bé thì mỗi bé thích một màu khác nhau, nhưng mà bố mẹ là thấy thích màu đỏ rồi đấy. À, đây con cắt theo cái đường này. Tuyệt vời. Nói chung là hai anh chị rất hợp nhau. Con xem con thích màu nào, con đưa mẹ để mẹ. Rồi con mẹ pha màu cho đẹp nào. Đây, cắt tiếp cái này cho ba này. Cái này là có kinh nghiệm làm trong chóng ấy này. Làm rất là gọn gàng, có công đoạn đàng hoàng. Rồi, bây giờ mẹ cắt xong rồi, bây giờ con tô màu con vẽ vào đây. Vẽ trái tim nhé, vẽ hình tròn này ở mặt trời cũng được. Nè, xong rồi mẹ cắt tiếp nhé. Đây, con hai cái này. Cho con tô hình trái tim nhé. Mẹ vẽ cái trái tim này. Con màu mà đây nè. À, ok. Hình tròn rồi, cái gì nữa? Cái này là vẽ biểu tượng hình trái tim. Đẹp quá. Nhưng mà cái này không có bằng phẳng, sao con vẽ? Không có bằng phẳng à? Bây giờ mình sẽ nghĩ giải pháp bằng cách đó là mình tì lên cái hộp bút màu. Đẹp quá. Bây giờ con tô hai trái tim đi. Thank you.
mình cũng rất là bất ngờ, bé rất là ngoan, rất hợp tác và giúp đỡ mẹ, mặc dù tuổi bé là mới có 3 tuổi, rất là nhỏ thôi. Thì cắt rồi vẽ thì nó chưa có giỏi bằng chị, cho nên là cái đội bên này là có phần thiệt thòi hơn đội bên kia chút. Nhưng mà bé rất là cố gắng, mà rất là thấy là bé rất hào hứng, rất vui. Thực ra thì đôi lúc mà bố mẹ thì lại có một cái tâm lý là con mình hay bảo bọc con mình, thế nên mình nghĩ nó sẽ không làm được những chuyện này, không làm chuyện kia. Nhưng mà chính là những cái thời điểm mà làm như vậy thì mình thấy là thực ra các con có thể làm được khá nhiều điều mà mình nghĩ là con sẽ không làm được. Từ đấy nó sẽ giúp cho mình cái nhận thức mới là có lẽ mình nên để con tự làm những cái việc mà con có thể làm được hơn là mình làm giúp con. Má mẹ bị mất rồi. Thôi còn 2 phút nhá. Ôi còn ít thế thôi hả? Còn 2 phút nữa chúng ta sẽ cùng xem trong chóng của đội nào nhiều hơn và đẹp hơn nhá. Hai đội chỉnh trang lại sản phẩm nào. Còn 10 giây. 5 7 6 5 4 3 2 Không chỉnh gì nữa hả? Chắc không? Còn chắc là cần chỉnh gì nữa không? Hết giờ. Rồi, nào. Bây giờ chúng ta sẽ dơ trong chóng lên đấy, để quý vị khán giả xem là thành quả của hai đội đã làm được có điểm gì đặc sắc và độc đáo. Wow. Bên này là có 3 cái trong chóng. Bên này bây giờ còn 3 cái trong chóng. Bởi vì đã dẫm bằng cái. Vậy là đều nhá. Wow. 3 cái trong chóng bên này thì có 2 loại khác nhau. Đấy, bên này là một kiểu nhưng mà trông rất là mượt mà. Đấy, chi tiết, sắc nét. Đáng lẽ là đội bên này thắng rồi đấy, nhưng mà trong phút chấm điểm thì lại làm rớt mất cái trong chóng. Mà trọng tài thì là phải công bằng. Và nên với 3 cái trong chóng mỗi bên thì thử thách này hai đội hòa nhau, và chúng ta sẽ phải phân định thắng thua bằng thử thách tiếp theo trong phần sau của chương trình. Nhưng mà cho chú hỏi một chút, con thấy trong 3 cái trong chóng này con thích cái nào nhất? Con thích màu vàng với màu đỏ. À, sao con thích? Tại vì nó đẹp hơn. À đúng rồi, rất đơn giản bởi vì nó đẹp hơn đúng không? Mà chú công nhận là nó đẹp hơn. Cái này thì chú hỏi nhá, là con vẽ cái gì đây? Gà với bông hoa với hình trái tim với ông mặt trời. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công dụng của cái trong chóng này. Đấy, bên cạnh việc là một cái trong chóng để mà cắm xuống đất. Đấy, sau đó có gió thì nó sẽ quay. Thì ngoài ra có thể sử dụng nó làm một cái món quà tặng đúng không? Quà tặng sinh nhật đúng không? Mình có thể làm một cái bút trong chóng mình vẽ đúng không? Mình tặng bạn bè đúng không? Là đồng hồ thời điểm á. Ờ đúng rồi. Là buổi sáng gà nó gáy. Chỉ là mình sáng còn cây bút này nó đang chỉ ở chỗ nào là nó đến. À, tức là làm thời khóa biểu cho mình. Hay quá, đúng là trẻ nhỏ có rất nhiều ý tưởng. Quên chưa vậy? Cho chú một cái trong chóng đẹp nhất của con được không? Cho chú cái xem nào. Cái nào nhất? Cái nào có đẹp nhất? Cái nào nhất? Rồi, cái màu cam là cái mà con thích nhất. Chưa kể là những cái trong chóng này có rất là nhiều những cái họa tiết đây này, dán thêm vào. Mà cái nào cũng rất là cân, là đều đúng không? Có điều là hôm nay hơi lặng gió. Chứ nếu mà gió lớn một chút là cũng... Nhưng mong sao, mùa hè mà, kiểu gì cũng có gió thôi. Mình mang về nhà, mình để ở sân vườn. Lúc đấy tha hồ mà, ngắm trong chóng quay. Cảm ơn các thành viên trong gia đình đã tham gia vào chương trình. Xin chào quý vị khán giả. Chào. Ngày hôm nay chúng ta trở lại với chuyến đi của gia đình anh Sơn và chị Nga. Thì hôm qua chúng ta đã làm ra những cái trong chóng rất đẹp rồi. Và nhiều ý nghĩa nữa. Chưa kể là bé An còn có những cái ý tưởng rất hay để sử dụng trong chóng vào những việc rất đơn giản. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái hoạt động phải nói là cực kỳ cần thiết với những chuyến đi, đúng không nào? Bởi bây giờ bên cạnh kiến thức cơ bản, kiến thức tự nhiên thì kỹ năng sống rất quan trọng. Ở nhà anh chị có hay chú tâm vào việc là rèn luyện kỹ năng sống cho hai bé không? Nói chung là mình cũng hay cho các bé đi chơi đây thế kia rồi để mà biết những trước mắt là làm quen với những cái cuộc sống khác ngoài cái chuyện ở trong nhà đi học ra, thì cũng cố gắng là nếu mà có thời gian rảnh cũng hay cho bé đi đây đi kia để có thêm cái kinh nghiệm chỗ này chỗ nọ. Còn cũng còn hơi nhỏ thì ra cũng muốn cho các bé đi học nhưng mà cũng còn hơi bé chưa nên là nhỉ. Đúng rồi, bởi vì cũng phải tùy lứa tuổi đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Phù hợp với khả năng tiếp thu. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một bài học rất quan trọng, đó là dựng lều để mà đi cắm trại. Thì không hiểu là bố với mẹ đã từng bao giờ dựng lều chưa? Ngày xưa thì lúc mà thanh niên đi học thì cũng từng dựng lều rồi, nhưng mà hình như không phải loại này. Mình hay dựng loại chữ A thôi. Hôm nay chúng ta sẽ dựng lều để nghỉ ngơi. Đấy, sau một buổi sáng đi chơi rất là vui, có nhiều hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các bạn nhỏ được chơi những trò chơi mà các bé thích. Thì bây giờ, đây, hai đội sẽ có
những cái dụng cụ cần thiết để dựng trại. Mình sẽ có khoảng 15 phút để mà dựng cái trại này. Ta cũng sẽ vừa học vừa làm. Ok. Hy vọng là bố sẽ làm mẫu để mà mẹ cứ thế làm theo. Đây, dụng cụ cần thiết đã có đủ cả. Bây giờ thời gian dành cho hai đội bắt đầu. Rồi, Tùng sẽ hỗ trợ các bé. Giờ mình xem là mình có cái gì đã. Rồi. Ok, rồi bây giờ mình làm tiếp cái này. Hả? Chị? Phải kéo cái này nó mới... Con giữ giùm mẹ cái đầu đấy nha. Còn một cái nữa mà đúng không bà? Cái gì? Còn một cái nữa mà. Đây. Phải cắm ở đây. Ừ. Cái cửa đấy. Đây, cái độ. Được rồi. Sắp xong thôi, chứ chưa có xong đâu. Ơi, chú thấy cái lều bự chưa? Rồi từ dưới kia lên. Ok. Mình cầm một cái cây đó. Ừ, em biết rồi. Cái này mình đã cắm xuống đất chưa? Rồi, đây cắm đất rồi. Sao có ba chân là một bên chứ? Con gái này mà hãy màu dùng 10 chân. Đẹp không chú? Qua đây. Giữ cái mẹ này. Lều con hơi bị cao. Lều con cao quá má mày ơi. Cao lắm hả? Mami cũng cao lắm á, bên này nè, lều của Su cũng bự lắm á. Mami chơi. Hình như là mình bị sai cái gì đấy. Bị sai rồi. Phải từ từ. Sao sai? Cái gì mình có giày rồi. Phải chéo, không phải như vậy. Ủa nên đi chéo à? Hả? Ôi, chéo à? Cái lều của mình sắp xong rồi. Vậy là bên kia thắng rồi. Thôi kệ. Bên kia nhanh thế. Này nhờ chú kia phụ mà. Chị có thấy ở dưới nó có một cái móc không? Có cái móc thì móc vô cái chân. Mình sẽ lấy cái đầu của mình xuyên qua cái móc đấy rồi mình xuyên đất. Đây, Su kiểm tra xem cái lều của mình được chưa. Yeah. Xong chưa? Còn cái trên này sao? Cột cái đầu trên này. Sao rồi ba? Sai rồi, phải làm lại rồi. Còn có cái gì sai không? Đó. Có thiếu cái gì không ở giữa? Này, phải gài vào đây này. Kia xong rồi kìa. Gài phần đầu thôi. Sao? Không có gì phải bộ. Bên em xong rồi. Ui, đứt ra rồi. Đây, mấy cây. Từ, đứng nguyên đấy. Mấy cây à? 1, 2, 3 Ấn vô. Đứng qua bên này. Đứng qua bên này. Đó. Đấy. Ô, bây giờ đã xong rồi. Mình đã thua. Không sao. Quan trọng là mình dựng được lều. Vô lều luôn. Chú vô thử kiểm tra lều nha. Từ đâu? Đẹp. Cái này vẫn dính vào bên này. Rồi, con đang không vén đèm con đi ra này. Đây. Vén đèm đi ra. Phải tháo cái này ra nữa. Anh cứ kéo đồ kia. Thế không? Lèo to không? Đúng rồi, kéo ra đúng rồi, giỏi lắm. Bây giờ mình đi qua mình phụ ba nhé. Rồi, nhà mình sang đây nào. Rồi, tới nào, phụ ba với chị Bông nào. Từ từ, mình chỉ. Cái này có nhiều cái vấn đề lắm. Rồi. Thử rút hết rồi mà. Nên định để lại một nửa. Đó, để lại một nửa đây. Rồi, xong. Đây này. Đường góc này. Đây, hai chị làm đi. Đây, đường góc này. Rồi, thế hai chị em đi qua kiểm tra cái lèo bên kia. Dạ, em luôn. Rồi, xem lều này chuẩn chưa? Dùng được chưa? Ồ, ai đây? Lều của ai đây? Mẹ ơi! Hello! Rồi, tuyệt vời! Rồi, gài vào cắm đất là xong. Bên kia là nhà của chị nha, đây là nhà của em. Rồi, cả nhà ơi! Rồi, ra đây! Rồi, xong! Chúng ta đã xong. Cái hoạt động này nó giúp mình trước tiên là mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình thấy vui. Và cái thứ hai đối với các cháu thì rõ ràng đây là một cái hoạt động mà giúp cho các cháu có thêm kỹ năng sống, có thêm những cái trải nghiệm mới và đi ra ngoài. Và đặc biệt là cái không gian mà ngoài trời thì nó sẽ luôn tốt hơn cho sức khỏe hơn là suốt ngày chúng ta ngồi ở trong nhà. Cái buổi ngày hôm nay thì rất là đặc biệt và có rất là nhiều cái hoạt động rất là hay cho các bé và các bé cũng thích lắm. Vậy là hai cái lều đã được dựng lên trong chưa đầy 15 phút. Mỗi tội là bây giờ không biết phân định thắng thua thế nào. Bởi vì hai cái lều này đều có công sức của tôi, tức là người dẫn chương trình. Nói vậy chứ thực ra cái việc công việc dựng lều này quan trọng nhất là hướng dẫn hai bé. Là một kỹ năng rất là quan trọng để làm sao mà chúng ta có thể thích nghi được tốt hơn với cuộc sống xung quanh.
ở đây ấy, là có hai cái lều dạng mới, thì không hiểu là anh thấy nó khác gì so với trước đây mình làm. Thực ra khác thì nó cũng không khác đâu, thì nó cũng có nguyên lý cơ bản đơn giản thôi. Tại vì cũng một là cũng thiếu người phụ, hai là cũng hơi bỡ ngỡ với cái loại này. Công nhận là cũng nhầm nhọt một tí. Nếu không nhầm thì chắc cũng xong kịp thời hạn. Đúng rồi. Cái loại lều này ấy, theo anh thấy điểm quan trọng nhất để mình dựng thành công là phải lưu ý cái gì? Lưu ý là phải đâm đúng cái đường chéo của nó chứ không phải đường thẳng. Lúc đầu đâm nhầm đường thẳng nên nó bị sai. Là bí quyết của anh Sơn. Phải đi đường chéo. Đi đường chéo. Ừ. Còn chị? Đây là lần đầu tiên chị dựng lều cắm trại mà chị thấy là cũng không phải là quá khó khăn đến như là lúc đầu chị tưởng. Cho nên là nhưng mà phải có sự giúp đỡ của chú Tùng nữa. Đấy, nhưng mà cũng đã dựng xong thì cũng rất là vui. Bé cũng rất là thích nha. Chú hỏi con nhá. Cái lều này là con làm công việc gì nhỉ? Con giữ lều cho mẹ đúng không? Con giữ thế nào? Con giữ thế nào để mẹ có thể giữ được? Con giữ cái gì? Cái que hay là cái gì? Cái que. Xong con kéo cái lều thế nào để cho nó chắc nhỉ? Kéo. Mô tả chú xem, kéo thế nào. À, phải kéo như thế ạ. Kéo thế nó mới thẳng ạ. Rồi, thế chị hai giúp bố được cái gì trong việc dựng lều nào? À. Dạ, kéo lều lên. Kéo lều lên, gì nữa? Sợ cây vào. À, sỏ đúng đường chéo nhưng mà bố chân đúng không? Đúng rồi. Rồi, thế thì bây giờ hai đội sẽ kiểm tra xem là đều đạt tiêu chuẩn không nhá. Đủ dùng cối này không nhá. Rồi, dùng xem được. Sao rồi? Dạ rồi, bên kia đâu rồi? Kiểm tra lều đạt chuẩn chưa anh? Ok. Rồi, thế nào chị? Tuyệt vời à? Có hai cái cửa sổ luôn Su ha. Thì bây giờ nhá, nào hai bé đứng ở đây với chú nào. Ra đây. Đây, hai bé đứng đây. Bây giờ nhá, chú đang cầm ở trên tay là những cái trong chóng mà hôm qua hai bé làm cùng với bố mẹ. Thì bây giờ chú hỏi là cái nào của đội nào? Bố nhớ không? Còn nhớ. Chú còn nhớ cái nào của mình không? Rồi. Chú lấy đi. Quá. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm xung quanh trại của mình nhá. Rồi, không trang trí trại đi. Cắm ở trước này. Mù nhá. Đây là cái màu đỏ. Quay mặt ở đây. Rồi, mình đứng đây. Rồi, bên này nữa, cắm cái đầu bên này nữa. Rồi. Thế Su cắm cái này trước đi, con cắm hai cái. Ủa sao lại cắm bên này chứ? Con thích cắm ở đâu? Con cắm trước cửa trại của mình thôi. Cảm ơn các thành viên đã tham gia vào chương trình hôm nay và chúc cả nhà sẽ có một chuyến đi thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình tiếp theo. Xin chào. Xin chào.